trải dài trên 2 triệu dặm vuông, nếp mình giữa Nam Mỹ, khu rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới ẩn chứa một số bí mật bên dưới hệ thực vật rậm rạp của nó. Sau khi vượt qua những tán cây cao chót vót, bạn sẽ được đưa đến những khu vực đa dạng sinh học nhất trên toàn thế giới. Những gì bạn chứng kiến chính là bản chất của Amazon, ngôi nhà của hoang dã. Đây là video đưa các bạn đi thám hiểm khu rừng bí ẩn nhất thế giới, Amazon. Chúng ta cũng sẽ nói về sự đa dạng đáng kinh ngạc của những loài động vật hoang dã gọi nơi này là nhà. Và làm thế nào mà khu rừng nhiệt đới này có thể hỗ trợ sự tồn tại đa dạng đến điên cuồng của các loài sinh sống ở vùng hoang dã bí ẩn này. Rừng nhiệt đới Amazon được nuôi dưỡng bởi sông Amazon. Đây là con sông được xem như là lớn nhất thế giới, theo một số nguồn thông tin, và là con sông có lưu vực rộng nhất cùng với lượng nước nhiều nhất thế giới. Diện tích của khu rừng nhiệt đới tráng lệ này tương đương với diện tích đất bao phủ của 48 tiểu bang Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đó là một con số khổng lồ nếu xét nó chỉ là một khu rừng. Amazon trải dài 4.225 dặm, từ đỉnh của dãy Andes ở Peru đến những bãi biển tuyệt đẹp ở Brazil. Với một khu rừng rộng lớn như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, nó có thể là nơi trú ngụ của một số sinh vật lạ lùng và bí ẩn nhất đang tồn tại trên thế giới này. Khu rừng có hơn 16.000 loài cây khác nhau, tương đương với khoảng 390 tỷ cây. Số lượng loài có thể lên tới hơn 40.000 nếu chúng ta tính đến tảo, nấm, cây bụi và cây leo. Như ta đã biết, vẫn còn rất nhiều cư dân của nơi đây chưa được khám phá và ghi chép. Và cũng chỉ một phần nhỏ sự đa dạng của sinh thái ở Amazon được tạo thành từ thực vật, tảo và nấm. Đi qua hệ thực vật, ta hãy nói về sự đa dạng của những loài động vật sống trong ngôi nhà hoang dã khổng lồ này. Cho đến nay, hơn 1.300 loài chim khác nhau, 378 loài bò sát khác nhau, cùng với 400 loài lưỡng cừ và ít nhất 427 loài động vật có vú đa dạng đã được xác định ở Amazon. Bạn có nhận thấy rằng chúng tôi đã không đề cập đến bất kỳ động vật không xương sống nào, chẳng hạn như côn trùng và loài nhện. Điều này là do quần thể động vật không xương sống khổng lồ của Amazon đã tăng lên hàng triệu con và phân ra rất nhiều loài. Và đó cũng chỉ là những gì được ghi chép và khám phá ra cho đến nay. Một điều thú vị là hệ động vật của Amazon cũng định hình nên sự đa dạng sắc màu của Nam Mỹ. Một số trong số chúng kết hợp hoàn hảo với môi trường xung quanh, trong khi những loài khác cũng có sự kết hợp cực kỳ đa dạng giữa các màu sắc, đốm và hoa văn rực rỡ. Rừng nhiệt đới Amazon lớn nhất trên thế giới, hoàn toàn không có đối thủ về sự đa dạng sinh học to lớn của nó. Và giờ chúng ta hãy đề cập đến một số loài động vật hoang dã độc đáo và ấn tượng nhất của khu rừng nhiệt đới ngoạn mục này. Hãy bắt đầu với những con chim. Amazon là một trong những môi trường sống đa dạng nhất của các loài chim trên thế giới. Đây là nơi sinh sống của chim ruồi, chim cu gáy, hoạt xìn và vẹt đuôi dài. Vẹt đuôi dài rất thông minh và thân thiện. Chúng là một biểu tượng của Amazon. Loài vật này sống theo nhóm có từ 10 đến 30 cá thể và thường định cư trong các hốc cây cao hoặc sống trên các vách đá. Chúng có thể sống đến 60 năm và là bạn đời chung thủy của nhau. Thậm chí, một số con vẹt có thể bắt chước tiếng nói của con người. Tuy nhiên, việc buôn bán thú cưng bất hợp pháp và nạn phá rừng gây ra mối đe dọa đối với vẹt đuôi dài. Vẹt cũng là loài lông vũ có bộ lông sặc sỡ nhất của khu rừng. Đỏ, vàng, xanh lá cây và xanh lam là những màu phổ biến nhất của lông vẹt đuôi dài. Nhưng chúng có thể có hầu hết mọi màu. Chúng thường tụ tập gần những bãi đất sét để tìm mồi. Bạn cũng có thể tìm thấy đại bàng Harpy tại đây. Đôi mắt xuyên thấu và cái mỏ nhọn của đại bàng Harpy là những đặc điểm nổi bật của nó. Vẻ ngoài cho thấy nó là một trong những kẻ săn mồi hàng đầu của rừng rậm và cũng là loài chim tuyệt đẹp trên bầu trời Amazon. Đại bàng Harpy có bụng màu trắng, đầu màu xám, trên cánh có những hoa văn lông màu trắng, xám và đen rất đẹp. Được nhìn thấy loài đại bàng này săn mồi thật là một cảnh tượng tuyệt vời. Hãy chuyển sang với một số động vật có vú đặc biệt của khu rừng. Các loài mèo, khỉ và một loài sinh vật ăn thịt với vẻ ngoài hiền lành sống dưới sông là một số loài động vật độc đáo nhất của Amazon. Đây là một con báo đốm Nam Mỹ. Chúng là loài mèo thanh lịch
bí ẩn và khó nắm bắt nhất thế giới. Được công nhận là loài mèo lớn thứ ba trên thế giới và là loài mèo lớn nhất của châu Mỹ. Phạm vi phân bố của loài này khá rộng lớn, kéo dài từ miền Tây Nam của Hoa Kỳ đến phía Bắc Argentina, nhưng chủ yếu vẫn là rừng rậm Amazon. Loài báo đốm có nguồn gốc từ châu Phi và chúng được cho là đã xâm nhập vào lục địa Mỹ từ 1,5 triệu năm trước, thông qua một phần đất liền từng bắc qua eo biển Bering. Giống như các loài thú họ mèo, báo đốm cũng có cuộc sống đơn độc, ngoại trừ các con báo mẹ sống với con của mình. Cái tên Jaguar xuất phát từ tiếng bản địa Jaguar de Te, có nghĩa là kẻ giết người bằng một cú nhảy. Không giống như các loài mèo nhà, báo đốm không sợ nước. Thậm chí, chúng còn coi các vùng đất xung quanh sông suối và các vùng ngập nước là nhà của mình. Báo đốm rất thích bơi lội. Trong nhiều trường hợp, chúng còn coi cá sấu là con mồi của mình. Loài mèo lớn này săn mồi cả ngày lẫn đêm và có thể đi xa tới 10 km để kiếm ăn. Chúng sẽ giết con mồi bằng một cú cắn cực mạnh. Cho đến nay, nó vẫn là loài có cú cắn mạnh nhất trong số các loài mèo. Răng của chúng đủ khỏe để cắn xuyên qua cả lớp da của cá sấu cay mặn và có thể làm vỡ cả mài rùa. Cú đấm mạnh mẽ này có thể hạ gục con mồi gấp 4 lần chúng. Khi săn mồi, báo đốm thường cắn vào phía sau hộp sọ của con mồi, chứ không phải cổ hoặc họng như những con mèo khác. Vào mùa sinh sản, một cặp báo đốm có thể giao phối rất nhiều lần một ngày, và thời gian mang thai của một con báo cái kéo dài khoảng 14 tuần. Mỗi lần sẽ có khoảng 2 đến 4 con báo con được sinh ra. Và cũng như các loài mèo khác, báo con sẽ bị mù tạm thời trong khoảng thời gian vài ngày tuổi. Đây sẽ là giai đoạn tương đối khó khăn đối với báo mẹ. Đối với các nền văn hóa của Trung và Nam Mỹ, báo đốm được coi là một biểu tượng của sức mạnh và quyền lực. Được biết đến với một cái tên đặc biệt, sói sông. Đây là loài rái cá sông lớn nhất thế giới. Chúng sống nhờ vào sự giàu có và phong phú của các con sông hay vùng ngập nước ở Amazon. Những con rái cá này có thể dài tới 1,7 mét. Không giống như vẻ bề ngoài đáng yêu của mình, rái cá khổng lồ Amazon là một kẻ săn mồi thực sự đáng sợ. Chúng không sợ bất cứ kẻ nào, kể cả đó là những con báo đốm. Thậm chí, chúng có thể giết chết và ăn thịt cả trằn Nam Mỹ hay cá sấu cai mành đen. Rái cá khổng lồ không sống một mình. Loài thú săn mồi này sống theo bầy đàn, săn mồi, ăn và ngủ cùng nhau. Với lượng cá vô cùng phong phú, Amazon là thiên đường của loài rái cá khổng lồ. Rái cá trú ngụ trong những chiếc hang nằm dọc theo những bờ nước. Một gia đình rái cá có vài cái hang để sử dụng luân phiên nhau. Ban ngày, chúng ở bên ngoài, nhưng ban đêm, chúng sẽ quy về hang và ngủ theo bầy. Rái cá cái đẻ con trong hang và chăm sóc con non tại đây. Chúng ở với nhau hầu như suốt cả ngày. Từng cá thể rất ít khi tách khỏi đàn. Khi ở dưới nước, rái cá khổng lồ thậm chí không sợ con người. Khi có nguy hiểm, ví dụ như có cá sấu ở gần, loài vật này sẽ thông báo cho nhau bằng cách khịt mũi. Một gia đình rái cá khổng lồ thường có bố, mẹ và đám con đến 3 tuổi. Khi rái cá bố hoặc mẹ chết đi, thì vị trí đó sẽ được thay thế bởi một con rái cá khác đang đi tìm nơi ở mới. Cuộc sống gia đình sẽ tiếp tục với bố hoặc mẹ kế. Thường thì rái cá sống với nhau thành nhóm khoảng 10 cá thể. Sau khi săn mồi, cả nhóm tập trung để nghỉ ngơi và chơi đùa. Đôi khi, chúng sẽ kiếm mồi vài lần một ngày. Chiều muộn, khi mặt trời lặn, rái cá bố mẹ sẽ dẫn cả gia đình về hang để ngủ đêm. Rái cá khổng lồ ăn rất nhiều. Mỗi cá thể trưởng thành cần đến 3 kg thức ăn mỗi ngày. Vì trọng lượng của chúng thường không quá 20 kg, nên xét về trọng lượng, nó tương đương với một người bình thường ăn đến 15 kg cá mỗi ngày. Rái cá khổng lồ là những thợ săn thành thạo. Ở dưới nước, chúng dùng những cái đuôi như bánh lái. Chân rái cá có mạng. Chúng săn đuổi con mồi và dùng đẩy con mồi về phía những con rái cá cùng đàn. Nhưng chúng luôn phải cảnh giác với kẻ thù. Cá sấu có thể tiến đến bất cứ lúc nào và tấn công những con mất cảnh giác. Những con rái cá trong một gia đình sẽ được phân biệt bởi những vết màu trắng dưới cổ họng. Khi rái cá trưởng thành về giới tính, chúng sẽ đi tìm kiếm lãnh địa mới. Trong hành trình đó, dòng sông trở thành tuyến đường di chuyển của chúng.
Những con rái cá ở dòng sông này đều là độc thân, những kẻ cô đơn tìm ngôi nhà mới. Trong hệ thống các nhánh sông rộng lớn của Amazon thì điều đó không phải là vấn đề. Dòng sông luôn đủ cá và chỗ trú ngụ cho chúng. Con rái cá đực nhỏ này có lẽ vừa bắt được một con cá lớn. Nhưng khi con người ngày càng tiến sâu hơn vào rừng mưa và phá hủy nó, những tuyến đường trên sông của rái cá ngày càng trở nên khó khăn. Những người tìm vàng đào bới đất rừng và để lại những cái hố sâu lầy lội. Nhu cầu lớn về vàng và giá vàng cao khiến cho công việc đào vàng trong rừng trở nên béo bở. Cư dân ở các quốc gia giàu có ngày càng đầu tư nhiều tiền vào vàng. Rất ít trong số họ quan tâm làm thế nào để lấy được vàng, trong đó có việc sử dụng lượng lớn chất thủy ngân cực độc. Với mỗi kilogram vàng được lấy từ rừng mưa thì cũng tương đương từng đấy lượng thủy ngân làm ô nhiễm đất, không khí và nước. Thủy ngân đầu độc các dòng sông, cá và loài rái cá. Người đào vàng đang khiến các dòng sông mà rái cá đi lại đang ngày càng trở nên chết chóc. Rời khỏi nhà của loài rái cá khổng lồ, chúng ta hãy đến thăm nhà của loài động vật gặm nhấm lớn nhất thế giới. Hoa hậu thân thiện trong thế giới động vật này là capybaras hay chuột lan nước. Nó không phải là loài chuột hay sóc điển hình mà bạn có thể nuôi ở nhà. Con vật này sở hữu kích thước của một con cừu. Vì tên của chúng có trong thực đơn dùng bữa của mọi loài săn mồi, cho nên vấn đề kích thước là đặc biệt quan trọng. Đây là một cái ao nhỏ trong lưu vực của sông Amazon. Nó cũng chính là một nơi nghỉ lý tưởng cho một gia đình chuột nước. Vào mùa khô, đàn chuột lớn này có thể có đến hàng chục con chuột lằn con được nuôi dưỡng và bảo vệ an toàn. Hầu hết những con non này đều được sinh ra vào cuối mùa mưa, khi nước lũ bắt đầu rút. Có rất nhiều loại cỏ giàu chất dinh dưỡng dành cho những con vật ăn cỏ này. Có khá nhiều ao nước quanh khu vực này và các gia đình chuột lằn khác đều đã thiết lập chủ quyền riêng của chúng. Mùa khô cũng là thời gian hoàn hảo để chuột lằn con có thể học tập các kỹ năng cần thiết để tồn tại trong thế giới lưỡng cư, một nửa dưới nước và một nửa trên bờ của giống loài mình. Những con chuột lằn nước khổng lồ chỉ được tìm thấy ở Nam Mỹ. Với cơ thể kỳ quái và hành vi bất thường, chúng khơi gợi lên sự tò mò cho bất cứ ai nhìn thấy chúng. Người ta từng nghĩ rằng chúng là một loài heo chưa được phát hiện. Nhưng những con vật có vẻ ngoài kỳ lạ này đã được tiến hóa đặc biệt để thích nghi ở đây. Ngón chân có màng của chúng là một lợi thế lớn khi hoạt động trong nước. Ở vị trí rất cao trên đầu của chúng là đôi mắt và đôi tai đóng vai trò như những chiếc radar ra soát khắp các môi trường xung quanh để xác định kẻ thù, ngay cả khi chúng đang ở trong nước. Chuột lăn nước rất to lớn. Một con trưởng thành của loài này có thể dài hơn 1 mét và nặng tới 55 kg. Mỗi nhóm có thể có từ một tới vài chục cá thể và được dẫn dắt bởi một con đực đầu đàn. Đó là một con đực trẻ có tuyến mùi hương lớn nhất trên mũi. Tuyến mùi hương ấy được gọi là Morillo, được con chuột dùng để đánh dấu chủ quyền lãnh thổ của gia đình bằng cách cọ xát nó với những cây cỏ xung quanh. Việc đánh dấu mùi hương này cũng giúp duy trì hệ thống phân cấp xã hội nghiêm ngặt giữa các con đực. Khi con đực đầu đàn chết đi, con tiếp theo trong hệ thống phân cấp sẽ đảm nhiệm vị trí số 1. Sẽ không bao giờ có những trận giao đấu liên quan đến vấn đề tranh giành này. Tất cả những con cái trong nhóm sẽ giao phối với con đực đầu đàn và sinh nở vào cùng một khoảng thời gian. Việc sinh nở đồng loạt sẽ làm giảm nguy cơ bị bắt từ những loài động vật săn mồi đơn lẻ. Càng nhiều động vật trong một nhóm thì càng ít có nguy cơ trở thành mục tiêu săn mồi, bởi vì mọi thành viên đều cảnh giác. Không giống như những loài gặm nhấm khác, những con chuột lăn nước khi sinh ra trên người đã phủ đầy lông và đôi mắt mở. Chúng cần phải sẵn sàng để có thể tồn tại trong một thế giới mà tên mình được viết sẵn trên rất nhiều thực đơn dùng bữa của những giống loài khác. Những nguy hiểm mà chúng phải đối mặt có thể đến từ những cú táp thật nhanh của một con cá sấu cai mạnh hay một con trăng anaconda. Và trên đất liền, chúng là một bữa ăn ngon cho những kẻ săn mồi nhỏ hơn như con mèo rừng, báo đốm và các loài chim săn mồi. Bắt buộc phải lớn lên thật nhanh là một chiến lược quan trọng trong chiến lược phòng thủ của chúng. Điều đó sẽ đưa chúng ra khỏi thực đơn của một số động vật ăn thịt nhỏ hơn. Vì vậy,
chúng sẽ cần phải tiêu thụ rất nhiều calo trong những tháng tới. Ngay khi vừa mới sinh ra, chúng đã phải bắt kịp và học cách ăn cỏ từ lúc còn đang bú sữa mẹ. Tất cả các con cái sẽ chia sẻ nhiệm vụ nuôi dưỡng. Trong 16 tuần đầu tiên của cuộc đời chúng, những con chuột lằn nhỏ có thể đi đến chỗ của bất cứ con cái nào không phải mẹ chúng để xin được bú sữa. Những con non này cần phải lớn lên càng nhanh càng tốt, vì chỉ khoảng 1/3 sẽ vượt qua được năm đầu tiên của chúng. Bây giờ là thời khắc cao điểm của mùa khô, và những cái ao nước dường như trở nên nóng bỏng trong cái nắng của buổi trưa. Khi nhiệt độ tăng cao, cả nhóm phải tự tìm cách để bảo vệ mình khỏi ánh nắng mặt trời và sức nóng khó chịu. Lớp lông mỏng của chúng khiến chúng dễ bị cháy nắng, vì vậy chúng ngâm bản thân mình trong bùn. Lớp bùn này sẽ đóng vai trò như một lớp kem chống nắng tự nhiên. Loài chuột lằn nước có rất ít tuyến mồ hôi, và bởi vì thân xác chúng quá lớn nên thân nhiệt có thể tăng nhanh một cách dễ dàng. Đó là lý do tại sao chúng dành rất nhiều thời gian để ngâm mình trong lằn nước. Việc này đã giúp chúng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và giữ mát. Những khoảng thời gian nghỉ ngơi dài cũng giúp chúng tiêu hóa lượng thức ăn với thành phần chủ yếu là chất xơ đã được nạp vào cơ thể trước đó. Một con chuột lằn nước trưởng thành ăn khoảng 3 kg thực vật mỗi ngày. Tên của chuột lằn nước trong tiếng địa phương có nghĩa là chủ nhân của các loại cỏ. Chúng là loài động vật gặm cỏ và ăn các loài thủy sinh, cũng như các loại quả hoặc thậm chí là cả vỏ cây. Để có thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng trong những loại cây cỏ khó tiêu hóa này, những chú chuột lằn phải tiêu hóa thức ăn đến 2 lần dựa vào hệ thống tiêu hóa đặc biệt của chúng. Cũng giống như loài thỏ, chúng ăn lại những viên phân của mình. Và giống như loài bò, chúng có một hệ tiêu hóa vô cùng hiệu quả. Tất cả các chất dinh dưỡng cuối cùng đều sẽ được xử lý và hấp thụ. Chuột lằn nước là những vận động viên bơi lội rất cừ khôi. Đó là một chiến thuật phòng thủ hữu ích. Một khi đã vào trong lằn nước, chúng có thể lặn trong 5 phút mà không cần trồi lên. Đôi tai nhỏ của chúng có nếp gấp di động có thể đóng lại lỗ tai. Những mô mỡ của chúng giúp chúng có thể nổi lên. Vì thế, chúng có thể mạo hiểm vào vùng nước sâu hơn để kiếm ăn. Rời khỏi những ao nước của Amazon và tiến sâu vào trong khu rừng, hãy đi thăm một loài động vật có thể khiến bạn phải đặt câu hỏi. Chúng đã làm cách nào để có thể tồn tại qua 60 triệu năm mà không bị tuyệt chủng? Những con lười là cư dân đặc hữu của rừng rậm Amazon. Chúng không được tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Loài động vật không thích vận động này dành phần lớn thời gian cuộc đời của mình để sống ở trên cây. Bộ lông của lười rất dày, và nó cũng là một khu rừng thu nhỏ theo đúng nghĩa đen. Đây là thiên đường cho các loài ký sinh như nấm, tảo, sâu bọ làm tổ sau mỗi mùa mưa. Bạn thậm chí còn có thể tìm thấy bọ cánh cứng, gián và một loài bướm đêm không thể tìm thấy ở đâu khác ngoại trừ trên người một con lười. Với tốc độ chậm chạp, lười sử dụng những chiếc móng dài của mình để bám vào cành cây và di chuyển một cách chắc chắn. Thực tế, một con lười chỉ đi xuống khỏi cây khi chúng muốn đổi một cây khác hoặc để bài tiết. Khoảng 10 ngày một lần, con lười phải tụt xuống khỏi cái cây mà nó đang trú ẩn để đi giải quyết nỗi buồn. Cứ mỗi lần như vậy, trọng lượng cơ thể của nó lại nhẹ đi khoảng 30%. Khoảng thời gian đi vệ sinh cũng là lúc những con lười gặp nguy hiểm nhất. Khoảng 60% số ca tử vong của lười do bị động vật ăn thịt diễn ra trong lúc chúng đi vệ sinh. Trước kia, người ta cho rằng những con lười này ngủ 15 giờ một ngày. Nhưng những quan sát gần đây cho thấy chúng chỉ ngủ khoảng 10 tiếng một ngày. Những con lười là loài động vật thuần chay. Chúng chủ yếu ăn lá cây. Và bộ răng của chúng đã được chuyên biệt hóa cho việc này. Lười có 18 cái răng và những chiếc răng đó toàn là răng hàm. Cấu tạo răng đặc biệt này giúp lười dễ dàng trong việc nghiền những chiếc lá cứng. Mặc dù sở hữu tốc độ di chuyển trên mặt đất không mấy ấn tượng, nhưng lười lại là một vận động viên bơi lội cực kỳ tài giỏi, giao phối và thậm chí sinh con trong khi treo ngược trên một cành cây. Để làm được điều này, cơ thể chúng cũng được thiết kế khác thường. Tay của lười có những sợi gân đặc biệt giúp cố định tư thế. Móng tay dài và có móc ở đầu ngón giúp chúng bám chặt hơn trên cây. Việc treo ngược trên cành cây những tưởng sẽ khiến máu dồn lên não như kiểu con người chúng ta. Nhưng không,
lười có một van đặc biệt trong hệ tuần hoàn để ngăn điều đó xảy ra. Thế này. Chúng ta hãy cùng chuyển sang với các loài bò sát và lưỡng cư của khu rừng. Đây là loài vật sở hữu màu sắc rực rỡ bậc nhất của khu rừng. Nhưng chúng lại là một con mồi mà chẳng loài nào ưa thích vì tính độc cực cao trong cơ thể chúng. Nó được biết đến với cái tên ếch phi tiêu độc. Những con ếch nhỏ bé này chỉ dài từ 12 đến 50mm nhưng lại chứa một chất kịch độc trong cơ thể đến mức một số bộ lạc bản địa đã dùng chúng để tẩm lên những đầu mũi tên. Chất bài tiết cực độc của loài ếch phi tiêu độc màu xanh ở Brazil không chỉ xua đuổi những kẻ săn mồi, nó còn giúp bảo vệ lớp da ẩm ướt của con ếch khỏi các loại vi khuẩn và nấm trong rừng rậm. Kỹ thuật bảo vệ tương tự cũng được nhiều họ hàng có độc của nó sử dụng. Mặc dù độc tố là thứ cần tránh xa, nhưng các nghiên cứu y học cho thấy đó có thể là một phương thức điều trị khả thi cho các bệnh về da. Độc tính cao của những con ếch nhỏ này có liên quan tới chế độ ăn của chúng, những con côn trùng và động vật chân đốt nhỏ. Ếch độc hoàng kim được xem là một trong những loài động vật có nọc độc nhất thế giới, sở hữu chiều dài đến 5cm. Nó cũng là một trong số những loài ếch phi tiêu độc lớn nhất. Nọc độc của nó đủ mạnh để giết chết hàng trăm người. Lớp da màu vàng tươi sáng của nó là tấm biển cảnh báo về độc tố. Loài ếch này sống trong một khu vực tương đối nhỏ tại các rừng rậm ở Colombia. Là một sát thủ từ trong trứng nước, nhưng những con ếch này lại là những bậc cha mẹ cực kỳ tận tụy. Vì chúng đẻ trứng ở trên cạn, nên con đực luôn ở gần để canh trứng. Những con nòng nọc phát triển ngay từ khi còn ở bên trong những quả trứng. Bố chúng mang những con nòng nọc mới phát triển được một nửa ở trên lưng, và chúng bám chặt trên đó. Sau khi đã thu thập được một số nòng nọc, ếch bố sẽ thả chúng vào một vũng nước nhỏ để chúng tiếp tục phát triển. Những con nòng nọc thường sẽ được an toàn khỏi những kẻ săn mồi khi được giấu vào những vũng nước này. Ở giai đoạn này, chúng không có độc và dễ bị tổn thương. Sắc màu cảnh báo của chúng dần dần sẽ phát triển khi chúng lớn lên. Ếch phi tiêu sẽ trở nên kịch độc sau khi đặt chân lên cạn và kiếm ăn. Rừng mưa Amazon vô cùng rộng lớn, với địa hình và những cánh rừng khác nhau. Nơi đây có hệ thống sông ngòi chằng chịt, có rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn, vùng đầm lầy ẩm ướt. Chính những điều này đã làm nên sự đa dạng về chủng loài sinh vật cho vùng rừng bí ẩn này. Rừng Amazon còn là ngôi nhà của loài cá sấu cai mành. Xưa kia, tổ tiên của cá sấu cai mành đã theo các nhánh sông Amazon tìm đến khu rừng rộng lớn này sinh sống. Đây là một trong những kẻ săn mồi đáng sợ ở Amazon. Ngày nay, cá sấu cai mành còn khoảng 5 loài. Tất cả chúng đều là cá sấu mỏm ngắn. Trong số đó, cá sấu cai mành đen là loài có kích thước to lớn nhất. Khi trưởng thành, chúng có thể dài đến 5 mét. Rừng mưa Amazon trải rộng gần khắp khu vực Nam Mỹ. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên thế giới và là khu dự trữ sinh quyển cho loài người. Đồng thời là nơi có trữ lượng tài nguyên rất lớn, nhất là tài nguyên sinh vật. Cá sấu cai mành là một trong những loài tiêu biểu và là kẻ săn mồi vĩ đại của rừng mưa Amazon. Loài vật cổ đại này thích ứng tốt với điều kiện và môi trường sống nơi đây. Khi hoạt động trong môi trường nước, cá sấu rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Chúng bơi về phía trước nhờ vào sự chuyển động của cái đuôi. Sở trường của loài động vật này là bơi lội. Khi săn mồi, cá sấu chủ yếu dựa vào thị giác. Cặp mắt nằm ở đỉnh đầu giúp chúng dễ dàng quan sát động tĩnh xung quanh. Khi mai phục con mồi, cá sấu thường nằm im bất động. Lúc bơi trong nước, chúng di chuyển rất nhẹ nhàng. Vì vậy, không ít con mồi đã chẳng thể nhận ra được sự xuất hiện của cá sấu. Chỉ đến khi chúng đến bên cạnh và tung ra một cú cắn chết người. Cá sấu nói chung và cá sấu cai mành nói riêng đều có hàm dưới cực khỏe, cùng những cái răng sắc bén đáng sợ. Tuy nhiên, răng của chúng chỉ có tác dụng cắn giữ con mồi, chứ không có chức năng nhai. Những con cá sấu này đang há miệng mai phục ở dòng nước chảy xiết, chờ con mồi bơi vào miệng. Những con mồi mà cá sấu cai mành hay rình bắt là cá, động vật lưỡng cư, côn trùng, ốc, bò sát, động vật hữu nhũ. Đối với cá sấu cai mành, rừng Amazon là nơi mà chúng dễ dàng có được những bữa ăn thịnh soạn.
Mặc dù rừng Amazon có hệ sinh thái đa dạng, phong phú, nhưng nơi đây cũng có những khoảng thời gian nguồn thức ăn thiếu hụt. Mỗi năm cứ đến mùa khô, mực nước xuống thấp, các vùng đầm lầy sẽ bị khô cạn, khiến cho lượng thức ăn trở nên ít ỏi. Cuộc sống của cá sấu Caiman trong mùa này cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, loài bò sát cổ đại này có một khả năng sinh tồn tuyệt vời. Chúng có thể nhịn đói được suốt mấy tháng liền. Điều đó giúp chúng vượt qua được mùa khô đầy khó khăn và khắc nghiệt. Để bảo tồn nguồn năng lượng dự trữ trong cơ thể qua mùa khô, cá sấu Caiman hạn chế hoạt động nhiều. Là loài vật máu lạnh, chúng hấp thu nguồn nhiệt lượng từ ánh nắng mặt trời để giữ thân nhiệt. Đây được xem là nguồn năng lượng miễn phí mà tự nhiên ban cho chúng. Cá sấu Caiman là loài có thể chia sẻ thức ăn cùng đồng loại. Ngày nay, khí hậu thay đổi và thường có những diễn biến bất thường. Điều này có ảnh hưởng đến giới tính của cá sấu. Mưa Amazon còn là nơi khởi nguồn của nhiều truyền thuyết kỳ bí về các sinh vật to lớn. Trong đó, truyện về loài trăng xanh khổng lồ luôn có sức cuốn hút con người hơn cả. Khu rừng mưa Amazon rộng lớn có rất nhiều đầm lầy, sông hồ. Môi trường mát mẻ, ẩm ướt nơi đây là điều kiện tuyệt vời cho các loài trăng sinh trưởng và phát triển giống loài. Do rừng mưa Amazon quá rộng lớn, nên việc khám phá hết các bí ẩn nơi đây là điều không thể đối với các nhà khoa học. Đến nay, con người vẫn chưa thể biết chính xác loài trăng khổng lồ ở Amazon có thể to lớn đến mức nào, hay trên trái đất còn có loài trăng nào có thể to lớn hơn chúng nữa hay không. Tuy nhiên, có một điều mà các nhà nghiên cứu có thể khẳng định là hầu hết các loài trăng đều thích hợp sinh sống ở Amazon. Khi di chuyển trên cạn, trông chúng rất chậm chạp và nặng nhọc. Nhưng khi xuống nước, trăng trở nên cực kỳ linh hoạt và nhanh nhẹn. Chúng có thể lặn lội khoảng 10 phút để săn mồi. Những loại mồi dưới nước mà trăng tìm bắt là cá, rùa, đôi khi là cả cá sấu Caiman. Trong môi trường nước, trăng dễ dàng săn được mồi hơn khi chúng ở trên cạn. Có lợi thế khi hoạt động ở dưới nước. Trăng được xem là một trong những loài động vật thống trị rừng mưa Amazon, bởi đây là khu rừng có hệ thống sông ngòi chằng chịt. Mũi và mắt của trăng đều nằm ở phần trên của đầu, nên chúng có nhiều thuận lợi trong việc mai phục con mồi ở trong môi trường nước. Khi mai phục, chúng cho cơ thể chìm trong mặt nước, chỉ để mắt và mũi nổi trên mặt nước, rồi nằm im và chờ đợi con mồi hàng giờ liền. Trăng gần như có thể ăn được tất cả các loại con mồi. Do vậy, khi đối diện với loài bò sát to lớn này, các loài vật khác trong rừng mưa Amazon rất dễ gặp phiền toái. Tương tự cá sấu và các loài thằn lằn, trăng là loài động vật máu lạnh nên chúng cần phải hấp thu nhiệt độ từ môi trường để duy trì thân nhiệt. Nhiệt độ trung bình trong khu rừng mưa Amazon thường ở mức 27 độ C, rất thích hợp cho loài trăng hoạt động. Khi bắt mồi, trăng dùng những cái răng sắc bén, cắn, giữ con mồi. Răng của chúng không có tuyến độc, nên răng không phải là vũ khí để chúng giết chết đối phương. Loài bò sát này sẽ dùng sức mạnh của những bó cơ chắc khỏe, siết chặt cho đến khi con mồi chết ngạt. Trăng là loài động vật có biệt tài bắt chuột hàng đầu trong rừng mưa Amazon. Ở đây, chúng dường như không có đối thủ, chỉ có con người mới là nỗi khiếp sợ với loài bò sát to lớn này. Chúng ta vừa điểm qua một số loài động vật hay ho của khu rừng rậm Amazon. Bạn có ấn tượng với loài động vật nào nhất? Để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé!